Xin chào các bạn, ngày hôm nay thì mình sẽ làm cái video hướng dẫn cho các bạn về cách xóa những cái vật thể trong một bức ảnh đi, những vật thể không cần thiết nhé. Thì là bằng cái hai công cụ đơn giản trong Photoshop, đấy là Spot Healing Brush và Clone Stamp. Thì ở đây thì mình có một cái bức ảnh cái chị này chụp trên cái bãi biển này, thì phía đằng sau có rất nhiều những cái hình mọi người đang tắm ở đằng sau. Thì cái bức ảnh này mình sẽ tiến hành xóa những cái hình người đằng sau đấy đi để cho bức ảnh nhìn trông nó cảm giác nó thoáng hơn và nhìn nó đẹp hơn nhé. Thì đầu tiên mình sẽ dùng cái công cụ là Spot Healing Brush này, bạn kích vào đây nhé. Đấy, và bạn này chỉ cần bôi vào cái vị trí người này đó là nó sẽ đó. Cái cách xử lý của cái thuật toán của cái xử lý của cái công cụ này là nó sẽ dùng những cái điểm ảnh xung quanh và nó bù vào cái những cái điểm ảnh mà các bạn vừa chọn đây nhé. Đây các bạn có thể nhìn thấy này, đây nó sẽ lấy cái vùng ảnh này và nó bù vào cái chỗ này đó, thì nó sẽ xóa đi cái hình người đấy. Đấy, các bạn có thể thấy là sau một số bước đơn giản thì cái bãi biển nhìn nó đã đẹp hơn. Đấy, nhìn nó sẽ thoáng đãng hơn. Đó, đây các bạn nhìn nhé. Đó, đây ở đây thì mình thấy là còn hình ảnh mấy người ở trong cái chỗ khu tay này, tay và cổ này, thì cái này thì các bạn rất khó để dùng cái công cụ Spot Healing Brush nhé, bởi vì là khi mà các bạn bôi vào đây này, bôi vào cánh tay này, đấy, thì nó sẽ lấy cái vùng ảnh của cánh tay nó bù vào và dẫn tới cái việc là cánh tay của cái mẫu này bị méo đi, đó, thì cái này thì các bạn bắt buộc sẽ phải dùng cái công cụ Clone Stamp, và đầu tiên thì các bạn phải dùng cái công cụ này, để pen để vẽ chọn cái theo cái vùng cái tay này đã. Đấy, thì chọn cái vùng này thì tí dùng Clone Stamp mà ấn Ctrl Enter thì nó sẽ tạo thành cái vùng chọn này, và lúc này bạn sẽ dùng cái công cụ là Clone Stamp này, các bạn giữ phím Alt nhé, kích chuột phải vào đây để chọn cái vùng này và nó sẽ đắp. Đấy. Đấy, nó sẽ bạn chọn lại lần nữa này, nó sẽ đắp vào cái vùng này. Đó. Sau các bạn kích vào đây nhá để bỏ vùng chọn này. Đấy, thì như vậy thì nó sẽ bỏ được cái hình người đi mà nó sẽ không làm ảnh hưởng gì đến cánh tay của người mẫu. Đấy các bạn nhìn nhá. Đó. Tương tự như thế thì tiếp tục mình sẽ dùng cái công cụ pen này. Đấy, mình sẽ chọn vào đây. À, phím tắt của cái pen này là chữ P nha các bạn nhé. Các bạn nào mà chưa dùng quen Photoshop thì các bạn sẽ kích vào cái biểu tượng pen này. Còn không thì các bạn sẽ dùng phím tắt là P. Các bạn ấn Ctrl Enter để tạo ra cái vùng chọn này. Và các bạn sẽ sử dụng cái công cụ Clone Stamp, phím tắt là S nhé. Bạn kích vào đây này. Các bạn giữ phím cho size nhỏ đi một chút. Các bạn nhấp chuột phải này thì nó sẽ chọn ra một tạo ra cái bảng này, các bạn sẽ thu nhỏ size này. Các bạn các bạn giữ phím Alt để tạo ra chọn cái vùng này. Và các bạn sẽ bôi vào đây. Đây. Đó. Rồi các bạn kích vào công cụ này hoặc là gõ phím M, phím tắt M để các bạn bỏ vùng chọn này đi. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Thì cái này bắt buộc là phải dùng cái công cụ là Clone Stamp.
thì nó mới không bị ảnh hưởng tới cái tay của mẫu. Đây còn một cái vùng này nữa, hình người ở đây nữa, thì các bạn vẫn có thể dùng cái công cụ Spot Healing Brush. Đấy, các bạn sẽ vuốt ngược lại như này, vuốt theo cái chiều ngược lại như này nhé. Thì đấy, thì nó sẽ rồi, ok. Đấy thì đây, ở đây còn một cái viên đá hơi to nữa, các bạn bôi lên. Đấy, xử lý những cái rác nhỏ nhỏ trên bãi biển đi. Rồi, ok. Đấy. Như vậy là bằng hai công cụ là Healing Brush và cái công cụ Close Stem thì các bạn đã xử lý loại bỏ được những cái vật thể mà các bạn muốn xóa đi ở trong một cái bức ảnh như này. Rồi. Đây là cái video mình hướng dẫn cho các bạn cái cách xóa vật thể. Các bạn cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại. Đó.